Hơn 20% công ty Việt Á chiết khấu cho một công ty ở Quảng Bình đang nằm ở đâu? Thông qua một công ty con của công ty Việt Á, công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình đã nhập và phân phối lại kích xét nghiệm cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Bình và một số đơn vị khác. Mức chiết khấu công ty này nhận được hơn 20% được trả bằng kích xét nghiệm. Từ tháng 7 năm 2020 đến nay, công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình là đơn vị đầu mối nhập kích xét nghiệm của công ty cổ phần công nghệ Việt Á thông qua công ty cổ phần thiết bị y tế và dược phẩm thừa. Thiên Huế được cho là công ty con của công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Sau đó, công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình đã phân phối lại cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Bình và một số bệnh viện trên địa bàn để làm xét nghiệm COVID-19. Ông Phan Văn Ngọc, tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình cho biết, khi mua các sản phẩm kết xét nghiệm COVID-19 của công ty cổ phần công nghệ Việt Á, công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình được đối tác chiết khẩu từ 20 đến 25% trả bằng sản phẩm kết xét nghiệm dưới hình thức tặng thêm. Sau đó, đơn vị đã hạch toán phần chiết khấu này vào giá thành của lô hàng và có hồ sơ đầy đủ theo ông phan văn ngọc đây cũng là cách để đơn vị giảm giá thành sản phẩm phục vụ việc cạnh tranh trong đấu thầu cung cấp kích xét nghiệm cho trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng bình và các đơn vị khác thực ra bản chất của việc này là hàng tặng hàng khuyến mại chứ không phải hoa hồng chúng tôi đã hạch toán vào từng lô hàng sau đó chia cho giá thành nhằm có giá mua thấp nhất mà doanh nghiệp là phải mua thấp nhất để cạnh tranh do vậy công ty mới chào hàng và đấu thầu với giá thấp nhất Số kết tết sản đó đã ghi rõ trên hóa đơn là hàng tặng thì đã chia vào giá thành, bán đúng giá và thấp hơn để cạnh tranh, ông Phan Văn Ngọc nói. Liên quan đến việc mua và triển khai xét nghiệm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, ông Đỗ Quốc Tiệp, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Bình khẳng định, toàn bộ số kích xét nghiệm của công ty cổ phần công nghệ Việt Á đều được đơn vị nhập thông qua công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình đúng với giá quy định. Theo từng giai đoạn được công bố trên cổng thông tin của Bộ Y tế, cụ thể, Mức giá này được chia thành 3 giai đoạn, giai đoạn đầu 509.000 đồng mỗi kích xét nghiệm, giai đoạn 2 là 470.000 đồng mỗi kích xét nghiệm, giai đoạn 3 là 367.000 đồng mỗi kích xét nghiệm. Ông Đỗ Quốc Tiệp xác nhận, đơn vị đã nhập khoảng 29.000 kích xét nghiệm COVID-19 của công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Bên công ty dược phẩm mua giá bao nhiêu thì bán lại cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật giá bấy nhiêu, họ mua theo giá của Bộ Y tế đã niêm yết trên cổng thông tin. Doanh nghiệp người ta mua thì có thể người ta hưởng lãi, chiếc khấu thế nào đó họ mua nhiều thì cũng có lãi chênh lệch. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Bình dùng kit xét nghiệm của Việt Á đến tháng 8 vừa qua với khoảng 29.000 kit test giá khoảng 13 tỷ, được chia làm 8 gói thầu, ông Đỗ Quốc Tiệp cho biết, hiện nay, cơ quan công an tại tỉnh Quảng Bình đã làm việc với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình và công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình để làm rõ hơn các thông tin liên quan đến việc nhập kích xét nghiệm từ công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.